đây có bánh cam nữa nè. Đó. Bánh cầu Tây Ninh. Đó. Cái năng nhìn trắng quá ha cô, trắng phếu luôn. Dạ. Trời ơi, lớn này là nhiêu ký đó cô? Này tiền 140. Dạ. 120. Ồ, cũng rẻ quá. Đó, mang cá của biển còn sống luôn. Mâm cá sặc thì làm sẵn đây nè, cá sặc cá rô. Đó. Xin kính chào cô chú anh chị và các bạn thân mến. Rất vui gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn ở một video tiếp theo nha. Các bạn thân mến, hiện tại là mình đang có mặt ngay tại thị xã Long Mỹ của tỉnh Hậu Giang. Phía trước màn ảnh cô chú anh chị các bạn, đây là con đường 30 tháng 4. Hôm nay là ngày 11 tây tháng 5 năm 2023. Một ngày mới xin chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn thật nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống nha. Trong video ngày hôm nay mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng đi tham quan cũng như là đi chợ Long Mỹ với em nha. Đây là con đường 30 tháng 4 nè cô chú. Hướng này nếu mình đi thẳng là đi về khu vực chợ trời cũng như là chợ ruộng của chợ Long Mỹ nè. Mình đi thẳng nữa là đi về huyện Long Mỹ. Ngay vị trí này là thị xã Long Mỹ. Đó. Còn mình có thể đi về Bạc Liêu hoặc là Kiên Giang từ hướng này vẫn được. Còn hướng ngược lại là mình đi về khu nhà lòng A và khu nhà lòng B của chợ Long Mỹ ha. Còn mình đi thẳng nữa là đi về thành phố Hậu Giang hoặc là thành phố Cần Thơ. Ngay trước màn ảnh cô chú anh chị, đây là nhà lòng C của chợ Long Mỹ nè cô chú. Đây là nhà lòng C thì bên đây bán rau củ, thịt cá trong nhà lòng. Còn khu A và khu B là bán quần áo và các cái đồ dùng cho gia đình. Hiện tại là mình đang đứng phía trước bên lộ đối diện chợ Long Mỹ. Phía trước ở bên đây nè, buổi sáng có một số bà con bán trái cây rồi giày dép, khu chạy chạy nè cô chú. Đối diện chỗ này là có một cái cửa hàng xe máy Yamaha. Ở đây thì có anh trai bán rau củ buổi sáng nữa nè. Sáng ngày anh gọt bắp cải. Mùa này là mùa hè chuẩn bị tới rồi, chứ là những cây phượng và những cây bằng lăng đó, đổ bông rất là đẹp luôn. Như cái cây bằng lăng này nó qua trái rồi phải không anh? Ủa nó qua bông chứ bây giờ nó chuyển sang trái phải không?
Dạ. Cái cây này chắc là trổ bông sớm nè. Hay nó thành trái trơn rồi. Thì những cái con đường ở Hậu Giang, ở đây người ta trồng rất là nhiều những cái cây bằng lăng ở bên đường đó cô chú. Trổ bông rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ mời cô chú mình cùng đi vô chợ ha. À, mình đi từ hướng này. À, ngày hôm nay thì lần đầu tiên đến chợ Long Mỹ thì em thấy một cái khu chợ ruộng, bà con bán buổi sáng cũng rất là đông luôn, nhưng mà không đi vô từ hướng chợ Long Mỹ khu nhà lồng xe này mà mình đi thẳng một đoạn nữa là sẽ có con đường quẹo vô ha. Bây giờ mình đi về hướng đó cô chú. À, đối diện bên kia có cái cô kia bán xôi kìa. Đó. Cái xe xôi cô đẩy đi vòng vòng bán cho bà con. Ở đây có dưa hấu nè cô chú. 6.000 ký. Rồi khóm này 2 trái 15.000. Cam cũng là 2 ký 15.000 luôn. Đó. Chào chị. Dạ 2 ký 15. Này mùa nắng ấy, mua cam gì uống nước hả chị? Dạ. Sầu riêng ghi 6 hả chị? Sầu riêng 80.000 ký luôn cô chú. Đó. Đây, sầu riêng trái rất là to luôn. Mùa này là mùa sầu riêng ở khắp các tỉnh miền Tây luôn cô chú. À, đây có cây bằng lăng chỗ bông rất đẹp nè. Rồi mình đi vô chợ từ từ nha cô chú. Ở đây có mấy chú chạy xe ôm để đón khách, đưa đón mấy cô đi chợ buổi sáng. Ở phía trước có một cái cửa hàng hát nhạc á, mình sẽ đi qua cái đoạn này nha cô chú. Chào mấy chú, sáng nay chị chở mấy cô đi chợ hả chú? Sáng giờ chạy được mấy cuốc rồi chú? Chưa cuốc nào luôn. Dạ. Dạo này mấy cô đi chợ cũng ít quá, mình cũng ít khách hả? Dạ. Rồi, cảm ơn chú nha. Khi hát nhạc rồi mình đi qua bên lộn nha cô chú. Đối diện bên đây có mấy cái quán cà phê nè, bà con uống cà phê cũng nhiều lắm. À, mấy quán nước buổi sáng nè, có những cái quầy vé số nè. À, chợ Long Mỹ này thì có nhiều bãi giữ xe lắm cô chú. À, phía trước này cũng có một cái bãi giữ xe. Đây là biển hiệu nhà lồng khu C của chợ Long Mỹ ha. À, ở đây có bánh mì, bánh bắp rồi nè cô chú. Ở đây có chương trình của công ty sữa Enlin đang tổ chức sáng sớm này, rất là đông luôn. Bên đây có cô bán xôi, thế lại là bánh. Đây cô bán xôi, thế lại là bánh cam này cô chú. Cô, cái này là bánh cam mặn hay gì vậy cô? Dạ, cho con xin quay xíu nha cô. Đây, cô bán xôi nè cô chú. Xôi với lại là bánh kẹp. Như bên đây là bắp hầm nè. Đó. Bắp hầm nhìn ngon quá. Bắp hầm thì thường sẽ ăn với muối mè nha. Đó. Có dừa sát nữa. Đây là
bánh cam ngọt với bánh cam mặn. Rồi đây là có bánh đúc nữa nè. Bắp hầm bán nhiêu một gói cô? Bán cho con một gói bắp hầm đi. Dạ. Dạ. Mấy chú chạy xe hả chú? Dạ. Sáng giờ ăn sáng chưa chú? Chưa à. Hai gói ăn hả? Chạy trưa trưa mới ăn sáng luôn hả chú? Cô bán cho chú trước đi. Dạ. Cháu con xin quay bánh trong đây nha cô. Đây cái mâm bánh này cô chú. Ồ cái xe bánh nhìn nó rất hấp dẫn luôn. Đây có bánh bò nè quý vị. Rồi bánh lá nè. Ở đây là bánh chuối. Bên đây là bánh đúc nè. Đó. Nhìn ngon quá. Bên đây có bún thịt xào nữa. Đó. Đây có bánh ít trần nè, rồi bánh bèo. Đó. Bên đây là bánh khoai mì nha cô chú. Thường bà con hay gọi là bánh tăm mì á. Quay luôn. Dạ. Quay bình thường thôi chứ có gì phải không? Đưa chỉ đi luôn hả mấy chú? Ừ, đưa đi bệnh viện tâm thần. Trời ơi. Dạ, gửi. Ở đây là người ta đang quảng cáo sữa Enlin ha. Cảm ơn nha cô. Dạ. Đấy, chương trình của sữa Enlin cô chú. Và bây giờ mình sẽ đi từ hướng này ha. Bên đây cũng có mấy cô bán đồ bên hông đi xuống từ phía sau nè cô chú. Rồi hôm nay thì mình sẽ đi vô từ hướng này luôn cô chú ơi. Và đây là con đường Nguyễn Việt Hồng giao với đường 30 tháng 4 nha. Mình đi vô từ hướng này, đi xuống này là đường cặp bờ sông. Thì mình sẽ rẽ trái qua khu chợ ruộng. Đây, ở đây có cô bán sâm à. Chào cô. Đây cô bán sâm với lại là sâm bổ lượng hả cô? Không có sâm bổ lượng, cái này bổ gòn hả cô? Dạ. Không có gì đâu. Chào con xin quay khiếu nha. Đây, mũ gòn. Bên đây là xương sáo hả cô? Đó, xương sáo. Như xương sáo là nó sẽ đậm hơn sâm hả cô? Hả? Xương sáo cái màu nó đậm hơn sâm hả cô? Xương sáo mình nấu mà. Dạ. Thấy con nói là cái màu nó đậm hơn sâm ha. Ừ, cái màu đen. Dạ. Rồi, cảm ơn cô nha. Bên đây có cô bán. Bánh xôi, bánh xôi. Dạ, cô bán xôi với bánh tét hả? Dạ. Có bánh tét nước cho không cô? Có nước cho nè, mỡ chuối. Dạ. Này xôi lá cẩm. Dạ, xôi lá cẩm ha. À, đây, đây. Dạ. Chú ở đâu vậy? Con ở Tiền Giang. Dạ. Có một đòn nước cho bao nhiêu cô? Có 10 ngàn hả cháu hả? Dạ, lấy cho con một đòn nước cho đi. Cô không ngồi một chỗ, cô đẩy đi giày dễ bán hơn ha. Đẩy giày dài vậy cái. Chứ mình ngồi chỗ khó bán. Dạ. Chứ chỗ của người ta đó mình có đẩy được. Cô bán trên xe vậy là bao lâu rồi cô? Cái này bán là mười mấy năm rồi. Dạ, mấy năm rồi ha. Mười mấy năm đi xe đạp rồi giờ gắn điện. Giờ mình chế điện rồi hả? Chế điện chạy á. Dạ. Cái này là điện này là mình mua xe đạp luôn ha. À, dạ. Cái xe của mình. Dạ. Xe của mình rồi mình gắn điện là mình chế luôn hả cô? Chế luôn. Ồ hay quá vậy. Dạ. Quá dữ rồi. Rồi con cảm ơn cô nha. Rồi cảm ơn. Dạ. Cảm ơn chú luôn nha. Dạ. Bên đây có cô bán mắm nữa nè. Cho con quay mắm luôn nha cô. Ừ, cho bà lên. Dạ. Dạ con đi quay YouTube. Ờ quay đi. Dạ. Cô bán mắm nè. Ừ. Đó.
Đây có mắm rồi có tương hồng luôn nha quý vị. Ừ, này con. Dạ. Cái này ngũ vị hương to. Ngũ vị hương mà mình muốn thật đồ hay con. Cái này lẩu vị cao. Dạ. Ờ. Cái này tiêu. Đây tiêu tỏi rồi nè. Đó. Cái này không? Lên. Đó, trước kìa đang quay nó mới đẹp. Dạ, con quay rồi. Rồi, cảm ơn nha cô. Dạ. Rồi, mình đi từ từ xuống luôn cô chú ơi. Gì? Dạ con ở Tiền Giang. Cô bán gì vậy cô? Bán đó đó. À, cô bán chung luôn hả? Ở đây có chuối, ốc bu, lá dứa rồi lê kim ma nè cô chú. Đó. Lê kim ma hoặc là chỗ bà con thì gọi là quýt xi ma. Đó. Con đường bên đây thì bà con buổi sớm cũng la gai chứ không có đông lắm. Đông lắm như là khu chợ cá và khu chợ ruộng cô chú. Ở đây có sạp trái cây của chị nè. Chào chị. Có xoài nè cô chú. Rồi dưa gang đồ, bơ, thanh long, ổi đồ ha. Dạ. Thấy ở dưới người ta đi đông hơn đây ha. Ở đây có của chị đang lặt núm rơm nè. Dạ. Ồ, núm rơm này bự bự không mà ngon quá chị. Núm rơm tươi nè, chị đang lựa ra nè. Đó. Nhìn ngon quá. Em cảm ơn nha chị. Tới cuối chợ là đồ ăn nhóc luôn. Dạ. Tới với số kìa. Tới với số. Đây, núm rơm. Đó. Nhìn ngon quá. Núm rơm mùa này mình bán được nhân ký đây chị. 60 em. Dạ. Rồi, em cảm ơn nha. Số kìa. Đây, anh bán với số. Số thì 10 ngàn không có nhiều. Sáng ngày mời ông đệ ly cà phê trước ha. Dạ. Dạ. Giá số giờ này chỉ là ổn định giá, giá số đâu có lên giá. Đâu có lên giá đâu mà. Ai lên lên giá số vẫn mãi mãi theo năm tháng. 10 ngàn. Dạ. Dạ. Rồi em cảm ơn nha. Ở bên đây thì có cô bán đồ kẹp tóc rồi khẩu trang luôn nè. Mình đi xuống dưới luôn ha. Đó, bên đây thì có mấy cô bán cũng là những cái sạp rau củ. Đó. Bên đây có cô bán mắm nữa nè. Chào cô. Đó, đi xuống dưới khu chợ ruộng cô chú để tranh thủ giờ này. Khu chợ ruộng cũng mau tan lắm. Ồ, ở đây có cái quầy khô nè cô chú. Đó. Chào cô, cho con xin quầy khô xíu nha cô. Đây khô cá gì mà cô treo quá trời luôn nè. Con cá bự bự này khô gì á cô? Cá rúng ha. Dạ. Đây cá rúng nè cô chú. Đó, cô treo ha. Treo lủng lẳng luôn nè. Đó, quá được khô luôn, có lạp xưởng đâu. Đó. Rồi bên dưới là khu cá khoai ha. Đó. Khu mực. Rồi. Bên đây cô bán có cái võng đồ nè, nằm nghỉ ngơi luôn. Có cái quạt kế bên nữa. Đó. Đây có cô cá sặc bổi đâu nè cô. Đó. Đó. Cô cá lóc đồ nè cô chú. Ngon chưa? Bên đây là khô chỉ vàng đồ. Ở trên thì mấy cái thanh lạp xưởng nè. Lạp xưởng ở đây bà con có làm cái loại nhỏ nhỏ ha cô. Ở dài nè. Cô bán đây chắc lâu hả cô? Lâu. Dạ.
bên đây là có mấy cái keo khô gà nè cô chú, bán cho mấy chị em mà ăn vặt ha, hoặc là mồi nhậu cũng được luôn. À, con cảm ơn cô nhiều nha, chúc cô bán được nhiều khô nha cô. Bà con mà đi chợ Long Mỹ mà muốn ghé mua đặc sản khô thì ghé tiệm của cô. Kênh gì vậy? Dạ kênh của con là ống kính đó đây chú. Chú đi chợ thôi chú. Đây có cô bán trầu cao nữa nè. Chào cô. Con thấy không? Con thấy cô rõ không? Dạ thấy rõ. Mà cô thấy con không rõ. Dạ. Mắt cô bị cồm. À mắt cô bị kém ha, bị cồm. Dạ. Thấy cô rõ rất là xinh luôn. Quay cái này là làm cái gì? Hả? Dạ con quay YouTube giới thiệu cảnh chợ. Rồi giờ quay tôi ba mua hộp vịt đi. Dạ rồi. Mua 100 hộp vịt luôn đi cô. Ôi trời mua 100 hộp vịt luôn. Mua 100 hộp vịt đi giờ anh cho. 100 hộp vịt. Ừ, đại đi. Mua 100 hộp vịt anh đi về để dành ăn thôi. Về muối luôn. Dạ. Mua thịt để ăn. Hai cô đi chợ nè. Đi chục như thế này. Cái đó 20-55. Này. Hai đó đó. Còn cái bên kia thì 23, còn cái này thì 26. Cái này là 20-25 ha. 55. 20-55. Dạ. 28.000 chục đó. Dạ, còn cái này là 23 nè. 23 là cái nhỏ, cái nhỏ này. Con vô dạ. Mà con tôi ở Long Phú đó nghe. Cô ở Long Phú đi mua hộp vịt. Dạ. Có gì ăn hộp vịt rồi. Dạ. Lấy nhiêu thì năm lấy bọc đựng. Cái bên đây là 26.000 ha cô. 26.000 một chục. Ở nhỏ thì 23.000. Dạ. Bên đây là hai trái gách nè cô chú. Đó. Chuối nữa, rau nữa. Vì năm bán trầu cao ở đây nè. Dạ. Vì năm bán trầu cao chợ Long Mỹ nè. Vì năm bán trầu cao chợ Long Mỹ. Cao. Cao chín luôn rồi. Đó. Chín đẹp quá. Đó. Đó. Giới thiệu câu chín là tại nó ế nó mới chín đó. Ủa vậy? Mà chín mình vẫn khơi khô được mà hả cô? Được. Dạ. Đây là trầu. Trầu. Chợ mình dạo này trầu vẫn còn những người lớn tuổi ăn ăn trầu không cô? Không thôi, ăn lắm. Dạ. Giờ bán ra uống nhiều, với giờ xe mâm cũng ít luôn. Dạ. Xe mâm giờ ta cũng chế nhiều lắm. Dạ. Rồi cảm ơn mấy cô nha. Dạ. Rồi cô này mua 100 hộp vịt lận nha cô. Chúc cho con được lập được nhiều thành tích nha. Dạ dạ. Chúc cô bán được nhiều hàng nha. Dạ. Dạ con ở Tiền Giang. Dạ. Để chị nào lên đài. Dạ chắc mốt quá. Vậy là đón đài nào ấy. Đài nào dạ kênh của con là ống kính đó đây. Dạ. Rồi. Dạ cảm ơn mấy cô nha. Dạ. Bên đây cũng có những cái quầy mắm chao rồi nè cô chú. Đó. Bên đây cũng có những cái quầy khô. Hai sạp khô đối diện luôn, xéo xéo nhau. Xuống đây thì khu nhà lồng chợ bờ kè, cặp bờ sông luôn cô chú. Mình rẽ phải là đi về khu nhà lồng A và B ha. Ở đây bà con có bán cá đồ hai bên nè. Nhưng bây giờ mình tranh thủ rẽ trái đi xuống khu chợ ruộng trước đi ha. Đó. Đó, bên đây có chị gọt khóm nè. Khóm với lại dưa hấu. Chào chị. Quá trời khóm luôn. Bên đây bà con bán rau với lại là cá sặc, cá chốt rồi nè cô chú. Ở đây có tiệm thuốc bảo vệ thực vật. Đó. Mấy cô bán cá nè. Chào mấy cô. Chào cô, cho xin quen mấy con cá xíu nha cô. Dạ. Đây cá quá trời ngon luôn nè cô chú. Dạ.
quay mới biết người bán cá. Dạ. Đây cá chốt trứng luôn nè cô chú ơi. Đó, cá chốt trứng luôn nè. Dạ, quay lên YouTube. Đưa lên rồi ngày nào đăng đó. Đây là câu có liền. Dạ, đây có mới cá chặt cá sặc sống nè. Đó, quá là ngon luôn rồi. À, bên đây là tôm. Ồ, này là cá rô đồng luôn á hả chị? Cá rô đồng luôn hả cô? Ồ, con cá rô mập lù luôn hả? Quá là ngon. Dạ. Rồi em cảm ơn nhiều nha. Có cá lồng tông nữa nè cô chú. Đây một chị bán cá đồng với một chị bán cá hải sản ngồi kế bên nha. Không có đụng hàng luôn. Dạ em cảm ơn nha chị. Đây có mực đồ nè cô chú, tôm đồ ha, cá hường. Đó, bên đây là cũng có bán cá trê đâu nè. À, hôm nay có dịp trùng hợp đi chung với bạn đây đó An Giang ở trong chợ này cô chú. Hôm nay hai anh em trùng hợp rồi quay chung một buổi chợ Long Mỹ luôn. Đây có chị bán bánh tét nè, bánh tét với lại là bánh ít. Đó. Bên đây có dưa hấu, xoài đồ. À, đi xuống khu chợ ruộng lại đây nè cô chú. Khúc này bà con bán cá cũng rất là ngon luôn. À, có cá bóng tượng nè, cá lăn nữa. Ở đây có cô bán cá lóc đồng nè. Đó, đó. Ôi. Chào cô. Cho con xin quay mấy con cá chứ nha cô. Đây cá lóc đồng luôn hả cô? Dạ. Cá lóc đồng với lại là cua nè. Đó, cá ngon quá. Bên kia có cá thắt lát đồ cô chú. Đó, cá sặc cô làm rồi nè, cá chốt, rồi cá thắt lát nữa, có cá linh nữa nè, có chuột nữa cô chú. Con cảm ơn nha cô. Bên đây là khu cá nuôi bè nè, cá điêu hồng đồ. Đó. Bên đây cô có cái mâm cá chạch. Đây cô có bán cá chạch nè cô chú. Cho con xin quay cá cái nha cô. Dạ. Mùa này con cá chạch nó vàng tươi hả cô? Dạ. Vàng tươi luôn rồi. Bên đây là có cá bóng tượng nè cô chú. Đó. Cá rô biển đồ. Ngon quá. Đó, mấy cá rô biển còn sống luôn. Mâm cá sặc thì làm sẵn đây nè, cá sặc cá rô. Đó. Con cảm ơn nha cô. Đó, cá ngon quá cô chú, cá lồng tông luôn nè, đầy đủ các loại cá luôn. Dạ. À. Cá chốt nữa nè. Đó. Đây, có gắn nữa hả cô? Gắn ổ hành, gắn chung. À, bên đây có ít đồng nữa nè cô chú. Cô bên kia là ít đồng phải không cô?
Dạ. Cá đồng đó. Cho con xin quay con lát cái nha. Rồi. Ớt đồng không đó, à. Là cá lóc đồng, lươn đồng. Trời ơi. Trả cho quay té con trăm vậy con. Nhìn con gà đó bà đồng. Cá đồng quá thì lớn luôn. Gửi gà mà nó giá thì cái bầu này mới có dạ. Nè. Cái loại ếch lớn này là bao nhiêu ký đó cô? Này thì 140. Dạ. 120. Ồ cũng rẻ quá cô chú. Ừ. Cũng được giá. Giá cũng hợp lý, cũng mềm cho bà con. Ừ, đâu đó đồ ăn vừa ăn. Dạ. Bên đây là cá lóc đồng. Cá lóc đồng hết, nhiều đồng hết, ở đây đồ đồng hết. Cá trê nè, cá trê đồng. Đồng luôn. Đó. Gắn cũng có nữa, gắn gắn trung nè. Chị dám bắt gắn không chị, dám luôn kìa. Dạ. Trời ơi, em thấy gắn trung em cũng dám bắt nó. Dạ. Em cảm ơn. Bên đây có cá goofy đâu nè cô chú. Đó, cá dồ, cá tra đâu. Bên đây cũng có bán cá nữa. Bên đây có cô bán cá thác lát nè. Cua đồng nữa. Con xin quay cá cái nha cô. Đây là cá thác lát. Đó. Cá thác lát chính hiệu luôn nha. Còn cái con có nút là sẽ cá nàng hai. Cá con. Dạ. Còn cá đồng. Dạ. Bên đây là cua đồng nè cô chú. Đó. Rồi em cảm ơn nha. Ở chợ giờ này cũng sung rồi nè cô chú. Lúc sớm á là tầm 6 giờ 6 rưỡi á là chợ chưa có ai bán á, với lại bà con chưa đi chợ luôn. Em tưởng hôm nay là chợ sẽ vắng. Ở đây có cô ấy măng nè, cô lặt năng. Cho con xin quay cái nha cô. Đây cô lặt năng nè. Cô lên tới Tiền Giang đó. Dạ. Có cháo không? Lát bưng lại con cháo không mấy ơi. Đây. Cái năng này về nhúng lẩu hay hoặc là lát thì lát ăn với mắm kho đồ cô chú. Đó. Đây. Cái năng nhìn trắng quá ha cô. Trắng phếu luôn. Dạ. Hình như chợ này có mình cô bán hả? Thấy giờ đồ dữ rồi. Dạ. Sáng thấy nhiều lắm, cô lặt giờ gần hết rồi nè cô chú, bán sắp hết luôn rồi. Con cảm ơn cô. Chị cho em xin quay mắm cái nha chị. Đây là mắm cá lóc với lại là mắm cá sặc nè cô chú. Dạ. Rồi em cảm ơn nha. Chợ này thì bà con đi chợ trễ hơn những khu chợ khác. À. Chị này sáng giờ bán được nhiều chưa chị? Dạ. Giờ đang kiểm soát lại tài chính ha. Cô bên đây thì bán gà vịt. Đó. Cô mặc áo bà ba rất là đẹp luôn. Quay cho bà về Tiền Giang. Quay về bán cho ra nước ngoài luôn á vậy. Dạ. Bán cho Trung Quốc bây giờ. Đưa cô về Tiền Giang được không? Em về Tiền Giang ăn sầu riêng ngon. Đúng cô, về cái lại ăn sầu riêng. Bà thích sầu riêng dữ lắm. Dạ. Sầu riêng ăn làm hai trái. Trời ơi. Trời nó quảng cáo tới giá luôn này. Bên đây là có quần áo nè cô chú, đầy đủ màu luôn. Dạ. Vậy đó là đúng là có sầu riêng không á. Cô Hòa Đen là Long An. Bên đây mấy cô bán trái cây mít, hộp vịt đồ nè. Đó, cô bán hộp vịt nha. Hộp vịt giờ này nhiêu chục cô? 28 ngàn. Dạ. Đó.
bên đây có mấy chị bán khô đó. Bên đây khô đó là cô chú đầy đủ các loại khô luôn. Chào chị, em xin quay khô cái nha chị. Đó, bên đây cũng có sập khô nè cô chú. Đây cái mâm khô cá sập bỏi nha. Đó. Dạ, con khô này là khô gì vậy chị? Cái đó là cá lóc, còn cặp bên là cá mối đường. Dạ, này là cá mối đường hả? Dạ, cá mối đường là người ta có trộn đường vô ha? Hay là cái tên nó là mối đường? À, dạ. Đây chị bán khô, ngồi trước shop quần áo. Đó. Dạ. Em cảm ơn nha chị. Dạ. Bên đây là có sạch heo nè. Bên đây có cô bán mắm ngồi kế cô bán hột vịt luôn. Trời hôm nay phải nói là rất là oi bức luôn cô chú. Mới giờ nhưng mà quá trời nóng rồi. Hả? À, khu chợ ruộng thì ở đây có mấy cô ngồi giải ở đây ha, rồi có một giải ở bờ sông nữa nè cô chú. Đó. Đó, bên đây có cô bán bắp. Đó. À, bắp Mỹ 3 trái 10 ngàn. Đó. Chào cô bán bắp Mỹ không hả cô? Dạ, 3 trái 10 ngàn. Trái quá trời bự luôn. Con cảm ơn cô. Đó, bên đây thì rau nè. Đó, rồi có trái cây nữa. Đây, cô này mới mang rau ra chợ bằng xe đạp nè. Bên đây chị này có bán cá trê đồng. Đó. Chị ơi cho em xin quay cá cái nha chị. Đây là cá trê đồng. Cá trê đồng với là cá con cá dày. Bán chị qua nước ngoài chị bán cá luôn không? Em cảm ơn chị. Ở bên đây cũng có cá trê, cá lóc rồi nè cô chú. Ớt đồ. Có vịt con nữa nè. Đó. Đây cặp bờ sông ha, cái con sông này buổi sáng lục bình quá trời luôn. Bên đây có cô bán chăm gói hay gì nè. Chăm gói phải không cô? Cho con xin quay cái nha. Đây chăm gói à, mùa hè tới là sẽ có chăm. Chăm là mình bán nhiêu ký vậy cô? 50 ngàn ký. Dạ. Đó, mùa hè mới có. Rồi, con cảm ơn nha con. Khu chợ ruộng giờ này cũng không có đông lắm cô chú, bà con đi lai gai à. Gần chợ Long Mỹ thì có chợ Nàng Mau nè, cách nhau cũng không có xa lắm. Đây ổi, cam đồ. Đó, bên đây có chị bán rau củ quýt, khóm, sầu riêng đồ. Đó. Có bán bơ nữa. Đây là sầu riêng với lại là khóm. Em xin quay cái nha chị. Đó. Sầu riêng. Quay nữa cái đậu đi. 3 trái sầu riêng. Đây là khóm. Thường mà về Hậu Giang thì sẽ có khóm cầu đúc.
em cảm ơn nha chị. Phía sau đây cũng có một cái bãi giữ xe nữa nè cô chú. Đây, cô bên đây là rau. Rau nhút hả cô? Đó. Đây rau nhút vườn nè. Dạ, mua cái này về kho mắm. Dạ. Rau muống rồi. Rau thái tượng rồi. Dạ. Con cảm ơn nha cô. Đây cô mua cá. Bên đây có cô bán chùm ruột nè. Dạ. Sao không ngồi chỗ cô? Dạ. Bên đây có cô bán bắp nè, đó. Ở đây có cũng có cô bán mắm nữa nè. Cô cho con xin quay mắm cái nha cô. Hả, à, cô bán mắm nè cô chú. Ồ, cô ngồi ngoài đây mắm nhìn đẹp quá. Đó, mắm cá sặc. Bên đây là cá linh hả cô? Đó. Bên đây là mắm cá điêu hồng với lại cá lóc nè. Đây là mắm dưa mắm. Con cảm ơn nha cô. Đây bên đây bà con cũng có bán xoài, trái cây, khóm rồi, mặn rồi nè. Sabo rồi. Chị. Cô ơi cái này chín chưa cô? Chín chưa chị? Bán cho em một ký đi. Dạ. Này là sabo hả chị? Dạ. Đó. Này nó cũng chưa chín không về nhà nó chín chưa ăn tại vì chị mới chở thì. Dạ. Em chở nhóc đồ chứ chị nghĩ rồi mà phải về nó ăn rớt đồ vậy. Thì mình chở đồ ở đâu về bán chị? Nãy nó 10.000 chị, nó 10.000 nãy hả? À, sabo có 15.000 ký à. Bên đây là có ba trái dưa gan nè. Đó. Có xoài keo. Chị, không, còn 7 để đó cho em hồi em về em lấy được không chị? Cho em gửi cái bên luôn đi. Dạ. Nè, cho em ké này với. Dạ. Dạ. Nắng rồi sao không chơi dù lên chị? Rồi em cảm ơn nhiều nha. Đây có anh ảnh bán chảo trong dính luôn nè. Chảo nhiêu cái bao nhiêu cái anh? Ờ nó ba giá em. Dạ. Lớn nhỏ 150, 200, 250. Dạ, cao nhất là 250 ha. Dạ đúng rồi. Đó. Đây ảnh chiên trong dính luôn nè cô chú. Đây cà nướng. Đó, cà nướng bằng chảo luôn. Đâu cần bỏ dầu hết anh trời. Mình không có bỏ dầu vô luôn ha. Không cần dầu mỡ gì hết trơn á, cái này là cái chảo đá đa năng. Dạ. Con bò gà cá lợn thịt nướng. Dạ. Mình chiên không dầu không mỡ. Dạ. Quá tiện luôn. Đó. Đây cà nướng đây. Khỏi có nhúm lửa đốt than, nó không khói không bụi, tiện lợi mà nó dễ xài, quá ngon. Đây là thun nữ cà tím nè cô chú, cà tím nướng. Còn đây là cái dĩa mồi của ảnh nè. Đây là cá điêu hồng mình chiên cũng cần dầu mỡ luôn, ba dạ. Nướng luôn. Dạ.
Rồi cái này để đây hồi em đi quay xong rồi em mua mấy lon bia nha. Rồi em cảm ơn nha anh. Quay nó tè lại nó dễ xài luôn. Em có cái chảo này chưa? Chưa có thì lấy một cái đó rồi thì thôi. Ở bên đây có cô bào cá thắt lát nè. Đó. Chị đang bào cá thắt lát nè cô chú. Đó, cá thắt lát nhìn rất là ngon nha. Bên đây cũng có chị bán mắm nữa nè. Đó. Dưa mắm, củ cải muối luôn. Cái này gọi là mắm ruột ha chị? Đây mắm ruột của chú ơi. Cho em xin quay cái nha. Đó, mắm ruột. Bán dừa khô nữa nè. Em cảm ơn chị. 20.000 tiền dừa khô nè. Đây, ở đây bà con bán hai giải nha, chỉ không chỉ có một giải đâu, hai giải luôn. Đó, bên đây thì có chị bán rau ghém sắt nè, chuối cây, rồi bắp chuối, đó. Rồi rau muống bào. Dạ. Cô bên đây, dạ. Cô bên đây thì có xả bào, hả? Đây là trái dưa hả cô? Dạ. Con tưởng đâu là trái cóc không chứ? Dạ, cô gọt rồi nhìn giống cái cóc ha. Dạ. 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 À, có bông súng nữa kìa. À, cho con xin quay bông súng đấy nha. À, quá trời đẹp luôn. Đó. Dạ. Rồi con cảm ơn cô nhiều nha. Bên đây cũng có một chú lặt củ năng, là cái này gọi là cây năng phải không chú? Dạ. Cây năng rồi cái củ năng là khác nữa. Dạ. Cái này gọi là cái gốc năng hả chú? Dạ. Dạ. Đó, cái năng này của chú. Nhìn đẹp quá. Trắng phao luôn à. À, con cảm ơn nha chú. À, bà con bán thì nhiều nhưng mà thấy người đi chợ thì cũng không có gọi là đông lắm á cô chú. À, bên đây cũng có bán xả nè, trái cây rồi. Đây, bên đây có mấy cô bán ốc, bán lục bình rồi nè. Bên đây có cô bán khô. Chào mấy cô. Cho con xin quay cái này cái nha cô. Lục bình nè cô chú. Đó. Lục bình thì quá trời ngon luôn. Bên đây là chế giác. Cái chín như cái sống mình cũng chế biến cùng món ăn được luôn hả cô? Cái chín là có ngâm rượu nhất á. Cái sống là nó ngâm rồi coi lạ. Dạ, chín thì mình ngâm rượu uống luôn ha. Uống trị đau nhất cô chú. Còn trái sống thì mới chế biến món ăn. Này đi nó mềm. Đó, lục bình. Thấy cô tước mấy cái lục bình non nhìn thấy thèm quá. Bên đây có ốc bu vàng. Cô kia thì có bán chuột nữa kìa. Đó. Dừa khô. Đó, đây là cái con đường bên chợ trời đi ra ngoài
đường lộ 30/4 nè cô chú. À, lúc đầu em đi dự định đi từ hướng này nè. Hả? Con cảm ơn nha cô. Bên đây thì có cô bán khô ngồi ngoài nắng luôn. Che cây dù ở đây chứ nó tật lắc à. Dạ. Nắng tới rồi. Đó, khô. Rồi con cảm ơn nha cô. Bây giờ đi ra dưới bờ sông nha cô chú, ra phía sau lưng mấy cô này. Dạ con đưa lên. Dạ con đưa lên YouTube không à cô? Dạ chợ Long Mỹ. Dạ. Ghi là chợ Long Mỹ mấy các cô quá dễ thương. Đây cô chú, ở đây có bán cua biển đâu nè. À, chỗ này kẹt xe rồi. Ngày ơi, quay hoài bị hoài chứ gì. Đợt nào này không biết. Anh bán gì anh? Dạ. Đây có cô bán bắp nữa nè. Bắp Mỹ, cua biển nữa nè. Đây mấy cô cũng bán cá. Đó. À, ngay chỗ đây thì có cái quán bún riêu cua nha cô chú, 15.000 tô. Đây là khu chợ ruộng mà sát bờ sông mấy cô ngồi nè. Lúc sớm thì ở đây cũng có một mấy cô ngồi nguyên một dãy đây nữa. Nhưng mà giờ này mấy cô bán cũng nhanh á, nên về sớm rồi. Giờ đây còn dãy bên này mấy cô ngồi đây. Này cô thì có bán con gà nè. Đó, rồi mấy này chuối. Chào mấy cô. Ở đây đều có tép nè cô chú. Chào mấy cô. Cháu con xin quen mấy tép cái nha cô. Ừ. Đó, đây là tép đồng. Tép đồng, cá đồng. Dạ. Đó, tép. Tép mùa này là nhiêu một ký vậy cô? 150. 150 một ký ha. Đó. Cô bên đây có bông điên điển nè. Đây bông điên điển Thái hay gì nè. Thái. Dạ. Biết luôn, biết Thái luôn. Dạ. Điện Thái nó có cái nút nút nút. Cá thứ phai. Cá tiếp cá tiếp cá. Đây là cá lóc. Cá lóc đồng. Dạ, cá lóc đồng là nhiêu ký cô? 130 luôn. Nãy giờ đợi rồi mà đây. Đây là mấy cô trong vườn mang ra bán nha. Cảm ơn nha cô. Ở đây bờ sông đây là phải nói sáng ngày là lục bình quá trời luôn. Mấy con cô Thảo. Đây cô có bán mấy con gà nữa nè. Dạ. Gà bán nhiêu ký giờ cô? Gà này cô bán cho cô này quen quá bán 100 thôi. Dạ. 100.000 ha. 100.000 ký. 2 ký 9. Gà 290.000 luôn. Rồi 290. Ồ, gà đồng luôn á cô chú. Gà dừa ta luôn nè. Đó. Con cảm ơn nha cô. Chợ này bà con bán chuột cũng nhiều nè. Bên đây chị cũng lặt tép nè. Chị cho em xin quay tép cái nha chị. Tép với lại là lươn với cá trê hả chị? Đây, mấy con lươn nhỏ. Cá trê trắng.
Bên đây là tép ngon nè, tép này lớn cô chú, tép này tép đồng nhưng mà nó lớn. Chị lặt rất là nhanh luôn kìa. Đó. Ngồi đây sát bờ sông, cây dù che thì mát lắm. Rồi, em cảm ơn nha chị. Đây nè cô chú, lục bình quá trời luôn. Ở đây thì có những cái chiếc đò, mấy cô hay đưa đò qua lại sang sông nè. Kia có một cái chú đang đưa đò, đang đón một cái cô đi chợ bên góc này nè cô chú. Nhìn lục bình rất là khó bơi luôn, thấy chú đang dẹt những cái lục bình để bơi chiếc đò sang bên đây. Đây học dịch. Đây là cá nè, cá linh, cá sặc, cá mè dinh đồ. Dạ, cá rô nữa. Dạ. 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 Cá nhìn ngon quá. Cá này mình đặt lú hay gì chị? Dạ. Này mấy cá rô nó ngợp rồi nè. Em cảm ơn nha chị. Đây có cô bán dưa hấu nè, cô cười rất là tươi luôn. Chắc nay cô bán đắt nè. Trong nhà luôn hả cô? Dạ. Dưa hấu là nhiêu ký cô? 7.000. Dạ. Đây cô này đi chợ về nè. Chợ Văn Đò hả cô? Chợ Văn Đò đó. Dạ. Đây lục bình khó và chú bơi rất là khó luôn ha. Quay đi, quay coi đi. Quay cô bước xuống đò coi. Quay ở dưới sông hồn dí luôn, quay dưới. Quay xuống dưới. Mỗi lần qua 2.000 hả cô? 2.000 với về 2.000 là 4.000. Dạ. Cái xuồng của chú cũng mục rồi kìa cô chú. Rồi cô chị để đây nha đi hảo. Dắp đi. Lục bình này rất là khó bơi. Ở đây cũng có một chiếc đò nữa nè cô chú. Này chiếc đò chèo bằng tay. Đây là bà chủ quán cà phê. Đây là quán cà phê của chị chi gì sáng em uống mà em quên rồi. Cà phê chị Hằng ha, kế cây đa luôn nè. Dạ. Này là chị Hằng cây sọp hả? Chứ không phải chị Hằng cây đa hả? Dạ. Đây bên đây là có anh Tân bán bún riêu hủ tiếu nè. Đó. Đó, bún riêu hủ tiếu của chú. Bún riêu hủ tiếu là nhiêu tô anh? Giá bình dân 15-20 ngàn. 15-20 ngàn. Cà phê sáng em uống nhiêu ly em quên rồi. 6 ngàn. Dạ, cà phê là cà phê đá là 6 ngàn. Có dịp nào về Nam Mỹ uống cà phê ăn sáng thẻ bình dân. Dạ. Em cảm ơn anh nha. Rồi, đây là cái con đường bên phải lúc sớm mình chưa đi nè cô chú. Bây giờ mình đi xuống bên đây luôn ha. Còn kẹt xe luôn rồi. Bên đây thì bán hải sản với lại là cá đồ. Khu bên đây là giống như là bà con sẽ bán sáng chiều. Dạ, bên đây có gắn chuột luôn ha anh trai. Dạ. Rồi cho em xin giới thiệu luôn ha. Đây chuột. Đó. Bên đây là gắn hổ ngựa. Con này là cua đinh ha anh. Ba hả? Dạ. Đây là gắn chung, hổ hành luôn. Đó. Cái dựa của anh Belly ha, chuyên mua bán gắn chuột, mồi nhậu. Đó. Ai mua mồi nhậu chợ Long Mỹ thì ra đây gặp anh nha. Tới chiều luôn ha anh, bán chiều luôn hả?
Dạ. Dạ. Rồi. Cá đồ. Cá này cá chép giòn hả? Dạ. Chép giòn. Chép giòn là nhiêu ký anh? 150. Dạ. Rồi, em cảm ơn anh nha. Đây là hải sản, cá biển đồ. Thấy chị cười miếm miếm nè. Đây, bên đây là phía sau của nhà lồng chợ Long Mỹ nè cô chú. Đây là cái nhà lồng phía trước, lúc sớm em đứng giới thiệu. Đây là phía sau, mặt sau của nhà lồng ha. Đây là nhà lồng khu C. Trong đây thì có rau củ nè, bên trong thì có những cái sạp mà rau củ thịt cá. À, bên trong đó thì không có bán cá nha, cá thì bán bên ngoài thôi. Bên đó là những cái quầy sạp gia vị á. Đây mấy cô bán rau muống lặt rồi nè. Đây có cô bán củ kiệu. Chào cô. Đây củ kiệu đây. Thấy củ kiệu cũng nôn Tết quá. Mùng 5. Dạ. Mùng 5. Mùng 5 đã được rồi. Mùng 5 tháng 5. Bữa nay mấy rồi cô? Tháng 3. À bữa nay mới tháng 3, còn tháng nữa. Dạ, nhưng mà cái này mình bán là để cho bà con ăn Tết mùng 5 hả cô? Ờ. Tết mùng 5 ở đây bà. Dạ, bà con ở đây cũng chuẩn bị Tết mùng 5 lớn quá ha. Cảm ơn cô. Dạ. Đây cô đây có bán trái cây à, mãng cầu ta nè. Đó. Cho em xin quay cái nha chị. Đây mãng cầu Tây Ninh. Đó. Cô bên đây hình như có bán bánh bao chiên nè. Cô cái này là bánh bao chiên hả cô? À, bánh mặn ha, bánh lạc, bánh. Dạ. Dạ. Bao nhiêu một cái bánh chiên vậy? Dạ. Lấy cho con hai cái đi cô. Đó. Bánh tiêu, bánh cam đồ có đủ luôn. Cảm ơn cậu. Dạ. Đây có bánh cam nữa nè. Đó. Dạ. Dạ. Cái này gọi là bánh bánh tay yến. Dạ. Bên đây là bánh bò với lại là bánh ướt nè cô chú. Rồi con cảm ơn cô nha, chúc cô bán mau hết. Dạ. Ngoài ra cô có bán bánh tét với lại là bánh ít nữa nè. Dạ. À, nhưng chuối, nhưng mỡ, nhưng ngọt. Rồi bánh ít luôn. Đó. Mầm bánh ít rất là đẹp. Bên đây có ba khía nè, rồi mắm nè. Chào cô. Dạ. Bên đây có bánh đồ lủng lẳng luôn rồi cô chú, đồ chay ha. Dạ. Rồi quay giới thiệu cô cho chị luôn ha. Dạ. Đây chị bán hải sản, mực, tôm, ngoài ra có cua biển nha. Có luôn đầy đủ các loại gì cũng có hết. Cái này sạc của chị gì? Khu Vân. Sạc của chị Khu Vân. Đó. Cua biển nha. Cua biển này là ở Cà Mau hay là đâu chị, hay Bạc Liêu? Cà Mau anh. Cà Mau ha. Đó. Cua dạo này là nhiêu ký đi chị? Dạ. Này là cua, này là cua thịt ha. Dạ. Quay chút đó bụng ăn bánh hả? Dạ, chút đó bụng ăn bánh. Em cảm ơn nha chị. Rồi. Chúc chị bán được nhiều nha. Đây mực ống tươi nè cô chú. Đó. Mực trứng luôn. Dạ. Chị nói đây là mực ong trứng.
đoạn bên đây thì cũng thoáng. Bên đây có bạc khía luôn nè. Chị bán bạc khía. Cho em xin quay bạc khía nha chị. Cho em xin quay bạc khía nha. Đó, bạc khía là của chú. 120 ngàn một ký. Ngon quá. Rồi em cảm ơn nha chị. Bên đây cũng có bán trái trăm nữa. Ở đây là những cái dãy sạp thịt heo ở phía sau nè cô chú. Ở đây cũng là cặp bờ sông luôn. Dạ. Đây cô đi bưng cá ra đi bán nè. Dạ. Sao không ngồi ở chỗ cô? Dạ. Chè cổ ra trễ ha anh. Sao cổ ra trễ ha. Dạ. Đó là cá lóc đồng không ha? Lóc đồng. Dạ. Dạ. Cá đồng ha. Dạ. Ê, cá đồng. Có một cái dày nữa hả cô? Đó, cái dày nữa nè. Đừng coi kênh đâu, hỏi ra kênh gì đang xấu vậy, bắt tôi tiếp coi. Dạ, kênh của con là ống kính đó đây. Kênh của em là ống kính đó đây. Đây, cá trê. Rồi, bây giờ cô ngồi tréo ngoải luôn rồi. Ăn xôi luôn hả cô? Đói bụng rồi hả? Dạ. Cảm ơn nha cô. Bên đây là chị bán cá he với lại là hến nè. Đó. Hôm nay bán đỡ không chị? Thấy nhẹ luôn. Thấy nhẹ luôn hả? Tay khô gan luôn nha. Dạ. Đây cá he nè. Đó. Cá he này mập lù luôn à. Thì tôm đây còn sống luôn. Rồi, em cảm ơn nha chị. Bên đây cũng có một số sạp cá nè, rồi tép đồ, rau củ đồ. Đây cô bán đậu hũ nè. Đó. Chào cô. Hôm nay bán được không cô? Dạ. Cô có bán đậu hũ nè, bán mũ trôm, rồi xương sáo. Con cảm ơn nha cô. Đây cô đây cũng bán rau. Rồi có năng nữa nè. Đó. Đây cô bên đây bán khóm. Khóm này trái bự quá cô chú. Bên trong cô có nạo dừa nữa, bán dừa khô. Khu chợ phía sau này rất là dài luôn. Bên đây có tôm nữa nè. Đó, tôm càng xanh. Đó. Bên đây có chú bán gừng. Chú gọt gừng luôn. Chào chú. Đang gọt gừng luôn hả chú? Quay làm gì vậy? Dạ, con quay giới thiệu cảnh chợ. Có gì đâu? Dạ, con quay lên YouTube. Cái này người ta gọi mua rồi chú gọt đó hả? Cái này gọt bán cho ta. Dạ. Trời ơi. Dạ. Lại quay vô đó kìa. Dạ. Chú bán gừng đẹp trai ha. Dạ. Đây chú gọt nguyên một mâm luôn nè.
Gần nhiêu ký vậy chú? Con giá cho nó không có được. Dạ. Tại nó không ổn định sao biết giá. Dạ, như, dạ, như hiện tại là mình bán nhiêu ký? 40.000. Dạ, 40.000 ha. Dạ. Rồi, cảm ơn chú. Ngày mai 30.000, 20.000 giá được. Dạ. Hàng ngày nào vậy chứ mà bóng rồi nào vậy. Dạ. Bên đây là có một số sạp thịt heo nè. Sáng giờ bán được không mấy cô? Dạ. Rồi nhỏ đó giờ nó phỏng vấn cho nó rồi cho. Gặp đó. Dạ. Cảm ơn nha chú. Dạ. Ở đây thịt heo thì em không có dám đi gần một xíu cô chú. Ở đây có bán bưởi đâu nè. Khu bên đây thì đa số là bán thịt heo rồi hai bên. Đó. Xuống đây thì ít người đi rồi. Dạ. Dạ chợ quá dài luôn à. Chợ nửa cây số. Dạ. Đây cô đây bán mắm. Con thấy cũng có nhiều ngôi chợ dài lắm. À, ngôi chợ ở Sa Đéc là tới 2 cây số nữa, cô tin không? Long Mỹ không có nhầm đâu. Dạ. Dạ. Đây bên đây những cái quầy mắm đâu nè, dưa muối đồ, củ cải muối đồ. Ở trên đây là ít người đi rồi cô chú, hình như là sắp hết chợ rồi. Dưới đây thì người đi cũng thưa lắm. Dưới đây là rau củ nè. Dạ. Tới đây là khu nhà lồng bán quần áo phía sau rồi nè cô chú. Bên đây là giờ mình quẹo ra phía trước ha. Dạ. Dạ. Cô kêu con bằng nhí hả? Chào cô. Rồi rau nhút này bán làm sao đây cô? Có 20.000 một bó đây ha. Đó. Dạ. Con mua sao con chế biến đây? Dạ. Ồ, một gỗ vậy là 20.000 nè cô chú. Quá trời rẻ luôn. Đây là độc bầu ha. Độc bầu. Dạ. Cô khu nhà lồng này là khu nhà lồng A hay B cô? B. B đây, A dưới này. Dạ, A bên đó ha. Dạ. Rồi. Con mua cái nào không? Dạ, không, tại vì mấy cái này con không có chế biến được. Con đi chưa có về. Dạ. Con chỉ mua bánh thôi. Rồi, cảm ơn cô nha. Dạ. Trời ơi, cô bán rồi, cô cái cần cổ cô quá đẹp kìa. Long lanh trên cổ. Con có dạy chưa? Dạ có rồi. Dạ. Tính tính gả gái cho con hả? À, phải nãy biết nói chưa được rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn cô nha. Rồi tới đây là khu nhà lồng B nha cô chú. Bây giờ mình sẽ quẹo qua đây luôn nha. Thì hôm nay có bà con bán ở trong cái con hẻm này hai bên nè. Đó. Ở đây thì có chị bán rau trên cái xe. Đó. Chào cô. Sáng giờ bán được không cô? Dạ. Đây cô bán trên cái xe di động luôn ha. Dạ. Dạ. Đây là chuối nè. Chuối này nấu chưa cô? Nấu rồi. Nhiêu nãy đây cô? Dạ. À,
rồi lấy nãy này đi, tại con định mua chuối chín mà thôi, lấy chuối này thôi. Chuối chín là lấy luôn thì 8.000 luôn đi. Dạ, để có mình con à. Tại vì có mình con ăn không hết. Bao nhiêu con quên rồi? 20 ha, chờ con lấy tiền cái. Hôm nay cô bán được bao nhiêu nải? Được 100 cái nải vậy ạ, à. Đi về đem theo ít ít vậy hả? Dạ. Bán dao, bán chuối, bán cá mới vậy đó. Dạ, buổi chợ thì kiếm 100.000 đồ hả cô? 100 mà được. Dạ. Rồi, cảm ơn cô nhiều lắm. Có rau nè, có bắp chuối nữa nè. Dạ, để con chưa có về á, nên chỉ mua những cái ăn liền được thôi. Dạ, cảm ơn cô. Bên đây có mấy cô bán cá đồ ở đây nè. Chào cô. Dạ, bạn kia quay cô rồi hả? Dạ, cho con xin lại quay lại cái nha. Đây con cá, cá phi quá trời bự luôn. Cá này chắc hơn ký á. Đó. Bên đây có con cá lóc đồng nè. Với con cá he. Dạ. Con cảm ơn nha cô. Dải bên đây thì hai bên cho nên là mát, không có bị nóng như khu bên dưới. Chào chị. Bên đây chị có bán ốc đắng nữa nè. Bên đây thì cô có bán cá bóng tượng. Cô cho con xin quen cá cái nha cô. Đây cá bóng tượng nha cô chú. Đó. Đây cá bóng tượng nè. Nằm nó sống mà nhảy vô chết. À, cá bông tượng. Rồi, cảm ơn cô. Rồi, cá rô của ai chạy đi kìa. À. Ốc đắng, ốc bu đồ. Cá đầy đủ. Cá rô đẹp đó. Dạ. Kì. Dạ. Đây, mấy cái mâm ốc đắng nè. Quay đi. Dạ. Rồi, cảm ơn cô nha. Bên đây thì cô bán khoai, còn mấy củ khoai nè. Chú. Dạ hôm nay mấy cô bán rau củ, rau bầu bí mướp, đồ nhẫn lòng đồ. Đây là trái chanh dây hả cô? Dạ, trái chanh dây. Cho con xin quay cái nha. À, chanh dây nè cô chú. Trái màu rất là trắng luôn. Dịch ỏi đồ cho chị bên đây thì bán chuột với lại cá đồng. Ở đây bà con ngồi giải hai bên luôn. Quay đi làm gì chú? Dạ con quay làm YouTube giới thiệu chợ Long Mỹ. Dạ. Mày luôn hả? Họ không có coi đâu, tại vì tụi con quay YouTube à, không phải báo. Dạ YouTube á. Đây có series nè cô chú. Đó. Có trang vô ông nội đi. Trời ơi bây giờ dịch hết rồi. Dạ. Cảm ơn mấy cô nghe. Đây rau vườn không nè. Đó, bà con bán giải hai bên luôn. Dạ kênh của con là ông kính đó đây. Gì? Dạ ông kính đó đây. Dạ. Rồi, cảm ơn cô chú. Đây chú chạy xe hả chú? Được mấy cuốc rồi chú?
Dạ. Rồi chuẩn bị uống thuốc luôn rồi. Này thuốc đau đầu hay thuốc gì đây chú? Đỏ đỏ cái tay là cái này đó. Dạ. Cái này cũng như mình lớn tuổi cho nó bị mạch máu nhỏ. Dạ. Dạ dạ. À, cảm ơn chú. Cá dạ. À, lúc sớm khi mà em đứng giới thiệu là đối diện cửa hàng xe máy Yamaha, còn bây giờ đây là cửa hàng xe máy Honda Đông Huệ 1. Dạ. Em quay bông súng này được không? Đây. Dạ. Em hỏi đây là bông súng gì? Súng gì? Súng này. Bông súng Đà Lạt hả chú? Dạ, Đà Lạt là nó đỏ. Còn súng cơm là nó trắng hả chú? Dạ. Hả? Còn bông súng nhưng mà nó bự cho bá luôn rồi cô chú, bằng cây mía luôn rồi nè. Rồi em cảm ơn nha chị. Hả? Bên đây có mấy cô bán trái cây khóm xoài đầu ngay góc đường nè cô chú. Đó. À, như hướng này là mình đi thẳng là mình sẽ đi về quốc lộ 61B, đi về Cần Thơ hoặc là về thành phố Hậu Giang. Đó. À, đối diện bên kia thì có hủ tiếu đồ ăn sáng đâu hả cô chú. Trong video ngày hôm nay xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi cũng như là đi tham quan chợ Long Mỹ Hậu Giang với em ngày hôm nay nha. Chợ thị xã Long Mỹ. À, ở đây có chị bán dâu nè. Chị ơi dâu bao nhiêu một ký chị? Dâu 12 ngàn. Rồi cân nghe một ký luôn đi. Hôm nay vô mùa dâu hả chị? Mận là 10 ngàn, khóm là 10 ngàn một cái luôn. Dâu này chua chua ngọt ngọt. Dâu này có dâu ngọt. Hôm nay là ngọt rồi hả chị? Dạ. Còn một, có một cái loại dâu ngọt kia nữa phải không chị? Dâu kia thì nó giá cao hơn ha. Dạ. Ở đây chị bán cũng rẻ, con ký có 12 ngàn à. Chị, chị bán giá sỉ luôn rồi. Dạ. Này mình lấy tên Phong Điền về ở đâu chị? Dạ, bên Phong Điền của Cần Thơ. Phụng Hiệp đúng không hả? Dạ. Đây dầu quá ngon luôn cô chú. Cái cân chẳng thì cân 15 ngàn nha. Rồi, em cảm ơn nha chị. Trái cây. Bên đây là có cốc nè. Rồi bên đây cũng của chị luôn hả? À, bên đây có cốc nè, rồi mít, mít tú nữ, mít thái, bồng bon. Kênh nào? Dạ kênh ống kính đó đây. Dạ, mua trái cây hả chú? Rồi em xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã dành thời gian đi tham quan chợ thị xã Long Mỹ của Hậu Giang của em ngày hôm nay nha. À, các bạn yêu quý kênh vui lòng cho em một like, một bình luận và đăng ký kênh để làm động lực mình chia sẻ nhiều video hơn nữa cho cô chú anh chị và các bạn xem nha. À, xin kính chào và hẹn gặp lại.